lớp học là em cũng rất vui. Em cảm thấy rất là vui vẻ và hào hức. Gần một tháng nay, bốn lớp học tiếng Anh miễn phí cho 60 trẻ em là học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở được tổ chức đều đặn tại trường tiểu học Hải Thành và nhà văn hóa phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới. Lớp học được hình thành bằng sự nhiệt huyết, trách nhiệm và tình yêu học trò của những thầy giáo, cô giáo trẻ. Khi tham gia lớp học là em cũng rất vui. Với là cũng thấy tiếng Anh cũng rất thú vị. Khi đó tham gia lớp học này thì em cảm thấy rất là vui vẻ và hào hức, bởi vì là đã được học rất nhiều bài học hay và bổ ích thú vị. Cả cô giáo rất là trẻ trung và sôi nổi. Cả cô luôn dạy bảo cho em từng lý từng tí và luôn giúp đỡ em để cho em có động lực, có tiến triển hơn trong môn tiếng Anh này. Là người được đào tạo bài bản, lại có quá trình du học tại nước ngoài, đã từ lâu cô giáo trẻ Hà Hồng Ngọc rất muốn hỗ trợ cải thiện vốn ngoại ngữ cho các em học sinh ở quê hương mình. Mãi đến kỳ nghỉ hè năm nay, cô giáo Ngọc mới hiện thực hóa được ước mơ của mình với chương trình tình nguyện tiếng Anh cho em. Đồng hành với cô giáo Hà Hồng Ngọc, đó là những bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên cùng chung niềm yêu với bộ môn tiếng Anh. Tạo ra một không gian học tập miễn phí cũng như là năng động để giúp cho các em học sinh có thể tham gia những cái chương trình để có thể tham gia các lớp học trong mùa hè này. Ngoài ra thì đây cũng là một cơ hội để giúp cho các bạn tình nguyện viên được tham gia thử sức với các vai trò khác nhau, vai trò làm trợ giảng, vai trò đứng lớp chính và một số bạn thì có vai trò làm hậu cần. Thực sự rằng là chương trình này mang đến nhiều lợi ích cho không chỉ là các bạn học sinh mà còn chính bản thân của các bạn tình nguyện viên và bản thân em. Em cũng hy vọng rằng đây là một cái bước đệm để giúp cho bọn em thử sức với một cái vai trò tình nguyện mà con đang khá là mới ở trên địa bàn. Với tiêu chí vừa học vừa chơi nhưng vẫn luyện được kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, mỗi buổi học, học sinh sẽ được tiếp thu một chủ đề khác nhau về nhiều lĩnh vực trong đời sống, giúp bổ sung từ vựng, cấu trúc câu. Bên cạnh đó, các em còn tham gia cả hoạt động tương tác tập thể, luyện tập riêng phần viết dành cho các độ tuổi khác nhau. Những bạn nào còn yếu thì giáo viên sẽ dành thời gian để hướng dẫn thêm, giúp các em tiến bộ, bắt kịp với các bạn khác. Đến cái tính thân của chương trình đó là tạo ra một môi trường học tập tiếng Anh năng động và miễn phí cho các em. Thì em cũng như các bạn tình nguyện viên là luôn làm việc là hết mình, nhiệt huyết và cố gắng đóng góp mà mỗi người một ít công sức và cái năng lượng tích cực của mình để chương trình có thể diễn ra thành công tốt đẹp. Vượt ra khỏi mục đích tình nguyện vì cộng đồng, những bạn trẻ này đã góp phần lan tỏa được phương pháp đổi mới, sáng tạo trong học tập, tạo nên một không gian vui học bổ ích để các em có thêm những ngày nghỉ hè đáng nhớ.